Hôm nay là ngày khai giảng trực tiếp sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Niềm vui được tới trường dường như được nhân lên đối với các em học sinh bị rối loạn phát triển. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam vào sáng ngày hôm nay. Trong lễ khai giảng của trường tiểu học Trung Tự, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ đến thăm và chúc mừng lễ khai giảng cùng các em học sinh. Đặc biệt là lớp học dạy hòa nhập cho những trẻ mắc rối loạn phát triển nhẹ. Trong ngày hội lớn hôm nay, các em có thể cảm nhận niềm vui chung và sự quan tâm của những người xung quanh vì không ai bị bỏ lại phía sau. Dạ vâng ạ. Rồi, quá giỏi luôn. Con có năng khiếu về mỹ thuật đấy ạ. Quá giỏi đấy. Dạ vâng. Vẽ được đấy. Dạ. Quá giỏi. Thỉnh thoảng con cũng hay vẽ cô. Số một. Ngày khai giảng là ngày hội của mọi trẻ em, của cả học sinh lẫn giáo viên, của ngành giáo dục cùng toàn xã hội. Sau những thách thức lớn từ dịch Covid, niềm vui đến trường đã được trở lại. Và niềm vui ấy càng lớn hơn với những học sinh đặc biệt.